Thưa quý vị và các bạn, hướng đến việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, nâng cao năng suất quy trình sản xuất lúa tím thảo dược hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kiến Bình, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh đã mở ra một hướng đi mới cho người dân. Qua 3 năm hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kiến Bình đang từng bước khẳng định thương hiệu gạo tím của mình, góp phần nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam. Được triển khai từ năm 2018 với diện tích khoảng 30 hectare, đến nay, mô hình sản xuất lúa tím thảo dược hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kiến Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực và mở rộng lên 200 hectare với 60 thành viên. Quá trình sản xuất với việc không dùng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân hữu cơ vi sinh để bảo vệ môi trường đồng ruộng và sức khỏe của người dùng, nên mô hình nhận được sự ủng hộ tích cực từ thị trường cũng như góp phần tái tạo hệ sinh thái đồng ruộng. Theo các thành viên Hợp tác xã, khi sản xuất theo hướng hợp tác xã bao tiêu đầu ra và cam kết lợi nhuận nên họ rất an tâm sản xuất. Hợp tác xã cam kết là cái như lợi nhuận trên 1 hecta vậy đó. Thì nó khoảng 25 triệu, nhưng mà thật sự ra là còn trừ chi phí dọn đất rồi bơm nước các thứ á, nhân công rồi đó. Thì mình còn lãi khoảng có tầm 10-15 triệu gì đó thôi. Rồi nếu mình thuê đất nữa thì còn khoảng tầm 5 triệu. Tôi nghĩ là cái chương trình thì tôi sẽ làm. Tại vì hiện tại giờ nó đang có cái hướng là cái như là cái năng suất nó đang cải thiện nè. Cái thứ hai nữa là hiện tại giờ giá vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vô cơ hiện tại nay là giá rất là cao. Cái chi phí cũng rất là cao. Mà mình sản xuất như vậy nông dân không có lãi. Thành ra là cái như cái chương trình gắn kết với chương trình thì chắc có lẽ là sẽ làm tiếp. Theo anh Dương Hoài Ân, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kiến Bình, thì trên thị trường hiện nay, sản phẩm gạo tím rất được người tiêu dùng ưa chuộng vì có tính năng như thảo dược, tuy giá thành khá cao so với các sản phẩm cùng loại. Khi sản phẩm này trồng theo hướng hữu cơ sẽ nâng cao giá trị thành phẩm, điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Về cái tiêu chuẩn hữu cơ thì thực ra là các cái sản phẩm hữu cơ ở trên thị trường thì họ đang bán giá cũng rất là cao. Theo tiêu chuẩn châu Âu thì một ký gạo tím họ bán tới khoảng 100-125 ngàn một kg. Còn hợp tác xã mình đang xây dựng là nó tầm khoảng 55-70 ngàn một ký. Còn cái gạo ST24 thì gạo mà của tiêu chuẩn USDA cấp thì họ đang bán ở ngoài thị trường tầm khoảng 80-90 ngàn một ký. Thì đối với cái giá đó, ở cái phân khúc cái người ta không có quan trọng là ăn no nữa, mà người ta quan trọng tới vấn đề sức khỏe. Để khẳng định thương hiệu gạo tím Kiến Bình, các thành viên hợp tác xã đã lựa chọn những vụ mùa thửa ruộng tốt nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào. Do vậy, duy trì được chất lượng đầu ra. Đến nay thì 30 hectare lúa tím của hợp tác xã đã được cấp chứng chỉ hữu cơ. Cái vấn đề khắc khe của cái chứng chỉ hữu cơ là nguồn nước tưới cũng như là mẫu đất, mẫu sản phẩm, nên là cái nguồn nước là mình phải chủ động ở những cái nơi mà nó gần cái những cái hầm đất ngày xưa mà của ủy ban của địa phương mà họ lấy lên họ khai thác đất đó, thì cái chỗ đó là cái trữ nước tự nhiên, không sử dụng nước sông, nước nguồn chung với lại các cái sản phẩm hóa học. Và cái sản phẩm nó phải được gieo trồng trên cái vùng trồng nó có vùng đệm và có cây cối xung quanh là nó bao phủ thì nó không bị nhiễm cái nguồn hóa học từ các cái ruộng xung quanh. Chuỗi cung ứng gạo an toàn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kiến Bình thì sản phẩm của chuỗi này là gạo T24 và gạo tím có dùng nguyên liệu là 55 hecta được liên kết hợp đồng tiêu thụ của hai hợp tác xã là Hợp tác xã Minh Hóa và Hợp tác xã Tân Thạnh. Thì lợi ích của chuỗi này là kiểm soát được an toàn từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ ra thị trường. Từ những kết quả đã đạt ban đầu, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kiến Bình đang từng bước khẳng định thương hiệu gạo tím Kiến Bình. Hợp tác xã cũng được sự hỗ trợ tích cực từ các sở ban ngành tỉnh tham gia các hội chợ thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, v.v. để quảng bá thương hiệu. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra hướng phát triển bền vững cho các đơn vị sản xuất và tiêu thụ những loại gạo đặc sản trong nước, trong đó có gạo tím Kiến Bình, góp phần nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam.